hộ pháp và giáo hóa chúng sinh phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn mới có thể thành công giống như tôn giả ca triền diên đại đệ tử của phật ngài thường ở trong mộng giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh giác ngộ phát bồ đề tâm thành vua thượng đạo có một câu chuyện có thể chứng minh tôn giả ca triền diên có vị đệ tử là ông vua mihila vì nhìn thấu hồng trần mà buông bỏ tất cả, bỏ ngôi vua mà xuất gia tu hành. Ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây, tu hành đầu đà, tóc cũng chẳng cắt, dâu cũng chẳng cạo, giống như người nguyên thủy đời xưa. Một ngày nọ, ông vua nước lân cận tên là A Bản Địa dẫn đội võ sĩ và cung nữ phi tần vào núi săn bắn. Vì du hí tiêu khiển nên cao hứng tha hồ bắn giết, chẳng bao lâu thì ông vua mệt mỏi và ngủ đi những cùng ngà thẻ nữ chẳng biết làm gì bèn đi hái hoa bắt bướm phát hiện dưới gốc cây có vị tỳ kheo tu khổ hạnh những cùng ngà thẻ nữ bèn vây quanh ông ta yêu cầu khai thị chỉ dạy do đó vị tỳ kheo vì họ mà giảng giải phật pháp lúc đó ông vua tỉnh dậy phát hiện ra bọn cùng ngà thẻ nữ chẳng ở kế bên mình nên chạy đi tìm thì thấy họ đang nói chuyện với quái vật trong cơn thịnh nộ, Bèn sai võ sĩ đánh vị tỳ kheo bị trọng thương. Vị tỳ kheo bèn sinh tâm sân hận phát nguyện muốn báo thù ngày hôm nay, do đó đến chỗ sư phụ xin hoàn tục tôn giả ca chiên diên bèn an ủi ông ta nói đây là nhân quả vì kiếp trước ông đã từng đánh ông ta cho nên đời này ông ta phải đánh ông ông phải tiên nhân quả tuần hoàn báo ứng nhưng vị tỳ kheo đó vẫn quyết định phải báo thù tôn giả ca chiên diên yêu cầu ông ta ở thêm một đêm nữa ngày thứ hai hoàn tục trở về làm vua cũng chưa muộn Đêm đó tôn giả ca chiên diên bèn vận dụng thần thông ở trong mộng của vị tỷ kheo đó giáo hóa cho ông ta biết nhân quả tự hào chẳng sai. Vị tỷ kheo đó mộng thấy ông ta trở về làm vua, thần dân đều hoan nghênh, lập ông ta làm vua. Sau khi ông ta lên ngôi rồi bèn lập tức chuẩn bị chiến tranh xuất lãnh mười vạn đại quân đến trình phạt vua A Bản Địa. Sau mỗi lần đánh đều bị thua, cuối cùng bị bắt nhốt, phán tội chém đầu thị chúng. Đường lúc chấp hình, thì ông ta sinh tâm sám hối, hối hận rằng mình chẳng nghe lời sư phụ dạy bảo mới có hậu quả ngày hôm nay, do đó bèn khẩn cầu sư phụ Từ Bi mau đến cứu. Đang lúc cầu nguyện thì bị chém đầu, đầu người rơi xuống, hốt hoàng tỉnh dậy, nguyên lai là giấc mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, ông ta nói với tôn giả cảnh giới ở trong mộng và đảnh lễ sám hối quyết tâm chẳng hoàn tục nữa. Vì tỷ kheo đó tùy nhiên xuất ra, sau tâm chưa được thanh tịnh, còn có sự chấp trước nghĩ không ra. Tôn giả ca triền dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa ông ta, khiến cho ông ta giác ngộ, cho nên giáo hóa chúng sinh phải dùng đủ thứ phương tiện khác nhau mới có hiệu quả. Tôn giả ca triền là luận nghị bậc nhất, có cảnh giới biện tài vô ngại, luận sư ngoại đạo đương thời đều bội phục, ngài nghị luận rất cao mình. Có một lần luận sư chấp đoạn đến vấn nạn người ác chết rồi chịu khổ Thì nên về nói sự khổ chết mà không về do đó chẳng có đời sau Tôi giả đáp như tội nhân bị tù có được về chăng? Lại hỏi, người thiện sinh về cõi trời sao cũng chẳng về báo cho biết sự sung sướng? Đáp, nhưng người rớt xuống thầm phân có chịu trở xuống nữa chăng? Do đó, ngài là luận nghị đệ nhất, chẳng có ai sánh bằng thuở xưa như lai đã diệt trừ tất cả sợ hãi của chúng sinh mà luôn tử bi đối với họ đây ly yêu thần tâm hộ vui thuở xưa như lai đã diệt trừ lâu xả về trước và thay trở diệt tất cả sự sợ hãi của tất cả chúng sinh hay cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho họ đắc được an lạc tất cả sợ hãi của chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả sự yêu sầu phiền não sợ hãi mà luôn từ bi đối với họ. Phật thương xót chúng sinh mà sinh tâm đại từ bi, có khi dùng từ bi hữu tình để cứu sự yếu sầu khổ não của chúng sinh, có khi dùng từ bi vô hình để bàn vui vẻ khoái lạc cho chúng sinh. Đây là yêu thần tâm ngộ vui, cảnh giới này của Phật, chúng sinh chẳng dễ gì minh bạch được mà vị chủ thành thần ly yêu thành tịnh minh bạch được, cho nên tâm sinh hoan hỉ vui mừng. Trí Phật rộng lớn chẳng bờ mé, ví như hư không không thể lường, hoa mục thành thần tỏ ngộ được, tu học diệu huệ của Như Lai. Chí Phật rộng lớn chẳng bờ mé, trí huệ của Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, vị thánh nhân nào cũng không thể so sánh với trí huệ của Phật được, vì trí huệ Phật không bờ mé. Ví như hư không không thể lường, trí huệ của Phật giống như hư không, vì hư không không thể độ lượng, cho nên chẳng cách chi biết được lớn cỡ nào. Hoa mục thành thần tỏ ngộ được, cảnh giới này chỉ có chủ thành thần, hoa đăng diễm mục tỏ ngộ được, cho nên sinh tâm vui mừng. Tu học diệu huệ của Như Lai, vị chủ thành thần này hay tu tập diệu trí huệ rộng lớn vô biên của Như Lai. Sắc tướng Như Lai đồng chúng sinh, tùy họ ưa thích đều khiến thấy, diễm tràng minh hiện tâm ngộ được, tu phương tiện này sinh hoàn hỷ. Sắc tướng như lai đồng chúng sinh, sắc thân của như lai tùy nơi nào hiện cũng được, chỉ cần chúng sinh hoan hỷ thấy Phật, thì Phật làm cho chúng sinh được mãn nguyện. Vì sắc thân của Phật đồng chúng sinh, tóm lại có bao nhiêu chúng sinh, thì Phật thị hiện bấy nhiêu sắc thân. Tùy họ ưa thích đều khiến thấy, Phật hay tùy thuận nguyện vọng của chúng sinh, phàm là chúng sinh muốn nhìn thấy Phật, thì Phật đều khiến cho họ thấy diễm chàng minh hiện tầm ngộ được cảnh giới này vị chủ thành thần diễm chàng minh hiện tò ngộ được đạo lý này tu phương tiện này sinh hoàn hỉ vị chủ thành thần này tu học phương tiện pháp môn này nên tâm hoàn hỉ vui mừng xưa như lai tu các biển phước thành tịnh rộng lớn không bờ mé, phước đức tràng quang nơi môn này quan sát tỏ ngộ tâm vui mừng xưa như lai tu các biển phước Tuổi xưa khi Phật tu phước tu huệ, thì rất nhận chân tu hành, dù phước nhỏ như sợi tóc, như hải bụi, cũng chẳng bỏ qua cho nên tích tụ nhiều như biển cả. Thanh tịnh rộng lớn không bờ mé, cử chỉ hành động của Như Lai đều hay khiến cho chúng sinh rộng sinh hoan hỷ mà chẳng sinh phiền não, cho nên phước tu được đều thành tịnh, phước thành tịnh đó rộng lớn chẳng có bờ mé phước đức tràng quang nơi môn này cảnh giới này vị chủ thành thần phước đức tràng quang minh bạch đắc được môn giải thoát này quán sát đỏ ngộ tâm vui mừng ngài quan sát tỉ mỉ mà thấu rõ trong tâm sinh ra vui mừng chúng sinh ngu mê trong các cõi như kẻ đuôi mù chẳng thấy gì phật vì lợi ích hiện ra đời thanh tịnh quang thần vào môn này chúng sinh ngu mê trong các cõi hết thảy tất cả chúng sinh vì ngu si mê hoặc cho nên lưu truyền thọ khổ ở trong tam giới hai mươi lăm cõi chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi luân hồi như kẻ đuôi mù chẳng thấy gì giống như người đuôi mù khi sinh ra thì chẳng có mắt thì có thể nghe tiếng nói nhưng chẳng nhìn thấy vật gì chẳng thấy được mặt trời mặt trăng như thế nào cho nên người đuôi mù rất là đau khổ người chẳng hiểu biết Phật pháp, người chẳng biết ra khỏi bao cõi, thật đáng thương như người đuôi mù, mục đích xuất gia tu hành là ra khỏi 25 cõi, đắc được pháp thân thanh tịnh, xong xuất gia chẳng phải là việc dễ dàng, nếu là người chẳng có căn lành thì không thể nào xuất gia tu hành, muốn xuất gia cũng chẳng thành tựu, càng không được mãn nguyện. Cho nên phải có căn lành thì mới có đại thành tựu, mới mãn được đại nguyện lực. Có người nói, người đó xuất ra được cho nên anh ta xuất ra, tôi không thể xuất ra cho nên tôi không xuất ra. Tư tưởng này chẳng đúng, gì là được, gì là không được. Bạn xuất ra thì được, bạn không xuất ra thì không được. Chỉ xem bạn có thực hành chăng, giống như có vị nữ cư sĩ cô ta xuất ra được. Xong chẳng ai dạy cô ta xuất ra nên cô ta chẳng cách gì xuất ra được. Hôm nay bất hạnh gặp tai nạn xe, đó là sự cảnh cáo. Cô ta đáng lẽ chết mà không chết vì cô ta còn có tâm muốn xuất gia. Và trong kinh có nói, chẳng có pháp nhất định. Người đáng chết nhưng nếu tu hành thì không chết. Người không đáng chết nhưng nếu không tu hành thì sẽ chết. Đó là dùng công đức để tăng tuổi thọ, chứ chẳng phải uy hiếp. Ông Viên Liễu Phạm vào đời nhà Tống là một điển hình Ông ta đáng lẽ phải chết lúc 50 tuổi, nhưng về sau, vì làm công đức do đó sống đến 80 tuổi mới chết. Nếu vốn có tuổi thọ là 80 mà làm nhiều chuyện bất nghĩa, thương trời hại lý, tổn người lợi mình, thì sớm sẽ chết yểu. Lúc tôi ở chùa Tam Duyên tại Đông Bắc Trung Quốc, thì một ngày nọ đi hóa duyên với hòa thượng trụ trì, đến ngồi làng nọ hóa duyên tại một gia đình họ vương. Khi chúng tôi đi vào cửa thì thấy chủ nhà đang quỳ ở trước cửa bèn hỏi họ sao lại quỳ ở trước cửa thì họ nói vì con của tôi đang mắc chứng bệnh nặng bệnh đã lâu mà thầy thuốc đều bó tay hôm nay nghe nói lão thiện nhân người hiểu biết phật pháp gọi là lão hòa thượng là lão tu hành